Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 27 tháng Chạp. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá mít Thái cho quý bà con tham khảo. Giá cập nhật lúc 10 giờ hôm nay ghi nhận giá mít chưa có biến động so với chiều hôm qua. Cụ thể như sau, tại Tiền Giang, mít nhất 18.000 đồng mỗi kg, mít nhì 8.000 đồng mỗi kg, mít ba 5.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 15.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 75.000 đồng mỗi kg. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, mít nhất 17.000 đồng mỗi kg, mít nhì 7.000 đồng mỗi kg, mít ba 4.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 14.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 4.000 đồng mỗi kg. Tại Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 16.000 đồng mỗi kg, mít nhì 6.000 đồng mỗi kg, mít ba 4.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 14.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 4.000 đồng mỗi kg. Tại Trà Vinh, Vĩnh Long, mít nhất 16.000 đồng mỗi kg, mít nhì 6.000 đồng mỗi kg, mít ba 4.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 14.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 4.000 đồng mỗi kg. Tại các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên, mít nhất 14.000 đồng mỗi kg, mít nhì 5.000 đồng mỗi kg, mít ba 3.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 11.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 3.000 đồng mỗi kg. Giá kênh báo là giá anh em thương lái cắt tại vườn, tùy theo lái, tùy theo tuyến đường vận chuyển xa hay gần nên giá sẽ còn chênh lệch nha quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn, xin chào và hẹn gặp lại.